đặc sắc trong xã hội. Hát đồ bình định được thể hiện qua nghệ thuật đặc sắc là nó dựa trên cái thơ lục bát và lục bát hiệp thể, được sáng tạo từ những bài ca dao có sẵn và được sử dụng nhiều để văn chương tinh tế. Hát đồ bình định có ý nghĩa và tác dụng là hát đồ không chỉ đơn thuần là để đồ cho trẻ nhỏ ngủ. Như chúng ta đã biết, hát đồ là giúp cho trẻ nhỏ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng nếu chỉ là một việc như vậy thì tại sao mà người ru là phải thêm nhiều nội dung, nhiều chủ đề vào lời ru của mình? Trong thực tế cho ta thấy mẹ ru cháu, mẹ ru con và ru cháu. Lời ru này nó như là một ý nghĩa về nhu cầu sinh hoạt văn hóa. Người ru mượn lời ru để bày tỏ tình cảm, những khát khao hy vọng và gửi gắm những tâm tình, những lời giáo huấn đến những người xung quanh và ngay cả chính bản thân mình. Và cuối cùng là thử thách ru và thực học là nhằm để giúp cho các em có thêm mục tiêu để học tập trong âm nhạc và một văn học điện tử, góp phần lưu giữ và truyền hóa đặc sắc của quê hương mình. Đưa hát ru và trường học là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, tuyên truyền với mọi người về hát ru nói riêng, hát dân ca nói chung, tự hào về bên con người quê hương mình đã được kho tàng nghệ thuật của cha ông ta. Thầy cô và làm sự